Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về JSP và Serverless của blog Tidinsight. Mình là Việt. Ở bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cái expression language, thì là tìm hiểu thêm một số cái vấn đề liên quan đến nó nữa. Thì đầu tiên là cái phần trước thì mình đã bảo đã giới thiệu các bạn là chúng ta có cái page scope, rồi là request scope, session scope, rồi application scope ấy, thì các bạn hãy thực hành ở chỗ này để thay cái thằng attribute này đây. Xin lỗi các bạn, để chúng ta có cái cách sử dụng tương tự như thế này. Tiếp đến là câu hỏi đặt ra là bây giờ giả sử như là chúng ta có cái attribute mà nó không phải là một string, như cái thằng này thì connect trực tiếp đến string luôn, thì nó sẽ hiển thị ra cái giá trị của nó. Thì bây giờ chúng ta trong trường hợp chúng ta có những cái thằng không phải là string thì sao? Thì đầu tiên chúng ta tạo ra một cái class gọi là student ở đây. Thằng student này thì có một cái gọi là private string name, đơn giản như này đã. Thì sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta thêm cái setter getter cho nó, thế là xong xong cái thằng này. Thì quay trở về cái thằng image show ở đây. Image show ở đây thì tôi sẽ cho nó vào cái chỗ, ví dụ request chẳng hạn, thì chúng ta cho thằng request này chấm set attribute, thì ví dụ như student thì chúng ta có một thằng student ở đây như này. Thì từ cái thằng student này thì chúng ta tạo ra một cái đối tượng, thì như này, student đây. Thì xong rồi chúng ta set cái name, ví dụ như là Clover chẳng hạn, ví dụ thế. Thì sau khi chúng ta có cái Clover ở đây rồi thì chúng ta set cái attribute ở đây, thì đưa nó về thằng request ở chỗ Crocodile này. Thì bây giờ thằng Crocodile này sẽ làm gì? Chúng ta xóa bỏ cái này đã, ví dụ thế. Thì ví dụ như chúng ta lấy cái, ví dụ như là student name, thì vẫn tương tự như thế, vẫn một cặp đầu đóng mở ngoặc nhọn này. Xong rồi chúng ta, bởi vì ở đây chúng ta set cái request, nên thành ra chúng ta trong expression language thì chúng ta sử dụng cái request scope scope và chấm student. Thì nếu mà chúng ta dừng lại như này khi chúng ta chạy thì nó sẽ ra cái gì? Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ trả về cái tương tự như cái mà khi các bạn in system.out.print một cái object ấy, thì nó có cái tên và có một cái hash code ở sau, thì cái mã dựa trên cái đấy. Tuy nhiên chúng ta có thể làm hơn nữa, đấy là chấm name. Chấm name này thì sẽ truy cập trực tiếp đến cái thằng thằng name của cái student đấy. Thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị ra Clover ở đây. Tức là student name là Clover. Thì như thế cái L này nó cho phép chúng ta truy cập đến cái gì? Đầu tiên là request scope, đến student, đến name, tức là từ cái scope này đến đối tượng này, và từ object attribute ấy, tức là xong đến một cái gọi là gì nhỉ? Là attribute của cái object đấy nữa. Thì ví dụ trong trường hợp mà các bạn student lại có một object khác thì các bạn cứ chấm tiếp tục như thế. Xong đấy là về cái phần này. Thì như thế các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn với việc là, ví dụ như nếu mà bình thường, mình không nhớ lần trước chúng ta làm ở đâu đấy, thì chúng ta có một cái đoạn code là chúng ta phải gán kiểu, tức là khi chúng ta get attribute về thì chúng ta phải gán kiểu cho nó, xong chúng ta mới get được cái name, tức là dùng phương thức Java nhưng phải dùng ép kiểu nữa, thì nó rất dài dòng. Thì vì thế ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta làm gọn hơn rất nhiều so với cái việc là viết code Java ra. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là ví dụ như trong trường hợp mà cái thằng cái gì nhỉ? Chúng ta tiếp tục. Ở đây chúng ta có cái request scope rồi, thì bây giờ chúng ta làm việc với attribute rồi, thì bây giờ câu hỏi đặt ra là có thể nào chúng ta làm việc được với các parameter không? Ví dụ như là cái thằng thằng context param đây chẳng hạn. Thì cái này thì các bạn nếu mà sử dụng cuốn Head First ấy, ở trang 403 này, nó liệt kê tất cả những cái implicit object của cái thằng L ra, thì các bạn sẽ thấy
Thì cái mà init param mà tôi muốn nói đến thì nó dùng cái implicit object này, thì nó cho phép chúng ta lấy được cái attribute, cái parameter của cái thằng kia. Còn mấy cái scope thì như các bạn thấy đây, chúng ta có bốn cái scope ở đây, thì nó là bốn cái scope. Còn param này là dùng lấy param từ dưới dưới từ thằng thằng form lên, thằng client chuyển sang, thì chúng ta sẽ nghiên cứu với thằng này sau. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái thằng init param này, chúng ta có cái account ở đây. Thì nếu bình thường ấy, bình thường là các bạn sẽ phải làm như kiểu là như sau. Ví dụ như là cái gì nhỉ, phần trăm, xong rồi là gọi là this.getRequest, hoặc là có cái application.getInit parameter ở đây, thì chúng ta đặt cái biến là biến này vào, thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái xin lỗi các bạn, lỗi đâu nhỉ, xin lỗi các bạn, chỗ này chúng ta phải đặt cái gọi là dấu bằng vào thì nó mới không có lỗi. Thì khi có dấu bằng thì chúng ta không cần dấu chấm phẩy, còn nếu mà thiếu dấu bằng thì nó sẽ báo lỗi. Refresh nó thì các bạn sẽ thấy nó trả về cái ducky đây. Thì đấy là nó lấy được cái init parameter của cái thằng context ra. Thì chúng ta cũng có thể làm tương tự như thế, nhưng mà chúng ta sử dụng cái l thì làm là init param và chấm chấm account như này. Thì khi này chúng ta có thể thấy là nó sẽ lấy trực tiếp từ cái init param, thông qua cái đấy mà dựa vào cái tên thì nó cũng lấy ra được cái ông ducky này đây. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm việc với lại parameter, init parameter. Tương tự như thế thì chúng ta cũng sẽ lấy được cái thằng param từ cái user chuyển lên. Ví dụ ở đây chúng ta có cái, xin lỗi các bạn, từ có cái gì nhỉ, có cái log gì ở đây, thì chúng ta chuyển cái form này lên, thì khi đấy cái form này nó sẽ cho phép chuyển cái dữ liệu của cái input ở đây là username và password, thì chuyển lên trên kia, lên trên cái chỗ image show, có đúng image show nhỉ, hay authentication nhỉ? Xin lỗi các bạn, authentication ở đây. Thì lúc này chúng ta sử dụng cái request để get parameter, thì tương tự như thế thì cái thằng param này nó sẽ cho chúng ta lấy được cái đấy. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở bài tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.